Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Thầy bảo thật anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và những người Pha-ri-siêu thì sẽ chẳng được vào nước trời. Anh em đã nghe luật dạy người xưa rằng: chớ giết người. Ai giết người thì đáng bị đưa ra tòa. Còn thầy bảo cho anh em biết, ai giận anh em mình thì đáng bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc thì đáng bị đưa ra trước hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo thì đáng bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. Vậy nếu anh em sắp dâng lễ vật trước bàn thờ mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình. Anh em hãy mau mau dàn xếp với đối phương khi còn đang trên đường đi với người ấy tới cửa công, kẻo người ấy nộp anh cho quan tòa lại giao anh cho thuộc hạ, và anh sẽ bị tống ngục. Thầy bảo thật cho anh biết, anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng xu cuối cùng. Đó là lời Chúa. Thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, tin mừng Thánh Matthêu hôm nay nói với chúng ta về cách sống của mình. Chúng ta chỉ có cái cách sống được diễn tả bằng một niềm tin ở trong Chúa. Và niềm tin đó được thể hiện bằng cái sự sống trong sáng, yêu thương nhau và quảng đại với nhau. Nếu như chúng ta dâng của lễ mà thấy mình có chuyện bất bình với anh em, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa với anh em trước đã. Cái sự làm hòa nó diễn tả một đời sống khiêm nhường. Cái sự làm hòa nó diễn tả một cái chiều sâu của đời sống đức ái, yêu thương nhau và muốn làm hòa để diễn tả chúng ta là anh em với nhau. Và cái làm hòa đó nó thể hiện ở chỗ chúng ta phải là những người đi bước trước. Đừng đòi hỏi, đừng kiêu ngạo và cũng đừng kiêu căng bắt người ta phải xin lỗi mình trong khi chính chúng ta là những người có lỗi. Vì vậy mà Thánh Matthêu nhắc với chúng ta một cách tế nhị, khi dâng lễ mà thấy mình còn có những cái sự bất hòa thì hãy để của lễ đó để làm hòa với anh em trước khi trở về dâng lễ vật cho Thiên Chúa. Và đồng thời khi chúng ta dọc đường để ra trước tòa, nghĩa là đang trong hành trình trần gian này để đến cái ngày mà ra tòa phán xét đó. Chúng ta đang sống ở trần gian này là đang trên con đường nữ thứ để trở về. Chúng ta hãy mạnh dạn làm hòa với anh em trước đi, để rồi khi ra trước tòa chúng ta không bị rớt vào trong những cái tình trạng vẫn còn nợ nần, vẫn còn bất hòa, hay là vẫn còn những cái sự thiếu thốn nào đó trong cuộc sống. Và vì vậy cái sự công chính mà Chúa muốn nơi chúng ta là một đời sống thực sự biết tin tưởng, biết cậy trông và biết làm tròn trách nhiệm và bổn phận của mình trước khi chúng ta kết thúc cuộc sống này. Mùa chay là cơ hội thuận tiện để chúng ta trở về, và mùa chay là thời gian để chúng ta chiến đấu trong cuộc chiến của con người với sự dữ. Chúng ta sẽ không thể thắng được nó nếu ơn của Chúa không ở với chúng ta. Vì vậy chúng ta mạnh dạn xin Chúa là Chúa của tình thương tăng sức mạnh cho chúng ta, và đồng thời chúng ta chìm sâu trong cầu nguyện để ký múc sức sống này, ta mới có cái cơ hội để sống sự khiêm nhường thực sự, làm hòa với anh em trước khi chúng ta dâng lễ vật cho Thiên Chúa là Cha của mình. Amen.